hả? Không sáng nghe cô giáo nói nè. Để rút lại phút. Đi ngay đi bên học. Anh bị sao ạ? Đi tiêm gì ạ? Bị tai biến. À, bị tai biến với bao nhiêu lâu rồi ạ? 15 năm. Mà lần này lần thứ mấy rồi? Lần thứ tư rồi đúng không? Rồi lần thứ tư rồi, cứ khoảng 3-4 năm một lần đúng không ạ? 3-4 năm một lần. Dạ dạ, 4 lần rồi. À, anh học tên gì ạ? Lê Trung Bạn. Con của đăng ký. Dạ, Lê Xuân gì ạ? Bạn. Trung Bạn. Lê Trung Bảng ạ. Dạ. Không ăn gì. Rồi, khai thông bơm máu. Luôn luôn nhớ là đầu tiên bao giờ phải khai thông bơm máu nha. Wow. Mừng nhau. Chắc chắn là sẽ không được kể tươi rồi đó. Lúc đầu vào là mặt héo lắm, kể tươi rồi. Giơ tay. Wow. Mỗi khi anh cứ do được lên vậy thôi. Ok nè. Rồi cái này là mỗi ngày là hết. Không, từ từ nó sẽ hồi phục lại. Anh này mọi người phải nhớ này nè. Anh này là bị tai biến lần này lần thứ tư rồi. Yeah. Trong vòng mười mấy năm lần này thứ tư. Mà cái tai biến ấy là nó có chu kỳ tái phát lặp lại. Cứ 3-4 năm là nó sẽ bị một lần. Rồi. Và nhớ là cái này chúng ta nhìn nhé. Hôm nay anh tới đây anh sẽ thấy cải thiện rất là nhiều. Nhưng mà để mà khỏi ấy, thì phải có thời gian tính bằng năm. Tính bằng năm nha. Chứ không phải là ngày 1, ngày 2 được. Cho ta lại thử. Mỗi khi coi được không? Không tính. Mỗi khi là con được ha. Mọi người nghe này. Anh này bị liệt nửa người bên phải. Do đó mà anh sẽ không có nói tốt. Vì anh bị tổn thương cái bán cầu não trái. Cái bán cầu não trái bị tổn thương lúc mà vỡ, tai biến là nó bị vỡ mạch máu ở bên trái. Cái khu bên trái chính là cái trung tâm ngôn ngữ. Do đó mà anh này nói ngọng, nói khó khăn. Rồi, bây giờ anh thử nắm cái tay bóp vô cái chỗ. Bóp lại đi, bóp lại xem. Mở từ từ ra, rồi bóp lại. Nắm lại. Rồi bung nắm tay ra. Anh nghe có cảm giác có cái lực chưa? Rồi. Cảm giác có lực chưa? Có cái lực rồi đó. Thì cái ven nó không có lên này. Các anh chị thấy không? Đối với cái ven người bình thường chỗ này mình đẩy cái nhớ lại bài không? Đây nè. Đẩy cái nổi lên đó. Nổi lên nè. Còn đây là nó lặn xuống dưới luôn. Nó lặn xuống dưới luôn. Thì mình làm sao cho cái ven nó lên? Cho nên tại sao hồi xưa khi bà Lịch bà dạy và cứ bắt học trò làm cho cái ven nó lên thì người đó là gì? Sẽ khỏi. Bên đây vậy còn đỡ bên đây á, thì nó không có lồi lên nhưng mà nó không bị xẹp xuống hẳn như bên đây. Nhưng mà cũng có triệu chứng xẹp rồi đó. Đúng rồi. Yếu phải mà yếu đề. Cái này là phải có triệu chứng rồi đó. Cho nên cái này về ngoài cái việc bơm máu thì các anh chị phải trường đá nhiều nữa. Trường mấy chỗ này luôn đó thầy. Trường gan, trường gan á. Trường gan để cho máu huyết lưu thông. Trường gan. Thở đi chú thở nó nhẹ. Cường không thở luôn. Rồi ép hai chân. Uống từ hồi giờ là mấy mười mấy năm là uống thuốc suốt hả? Uống thuốc nhiều đi bó luôn hả? Đi chữa hả? Mà chữa những đâu rồi? Dạ. Chữa lâu rồi, chữa nhiều nơi rồi. Đều không có được. Cố gắng ép sâu chân không lên nha. Rồi. Thở ra.
có phải dỗ lia lịa mà phải dỗ như nè, nghe không? Ông dỗ mà làm như ông dỗ người yêu ông nữa thì rồi giờ ép giờ giờ không anh cố gắng anh kéo vô nữa coi vô được chưa đó đó rồi đem cho nó rồi bây giờ mình mới nếp rồi nếp đi đúng rồi thiết cái tay đó rồi biết từ dưới đây lên đó đúng rồi à, những cái mạch máu là thường hay bị tắc nhất là hai bên hông này cho nên đẩy cho bên máu này cho nó thông đó đẩy lên đẩy lên à, là biết như này biết lên này. Anh biết như này anh để chưa à. Rồi đẩy vô đẩy lên đó đúng rồi đó rồi rồi thả ra bây giờ mình thả cái chân ra thả chân ra ha thả lên đó cho nó mềm chân ra rồi bây giờ bắt đầu mình đẩy tiếp lên đẩy tiếp lên nha đúng rồi à, em biết không là hai sau này kiếm kinh nghiệm nhớ là hai mặt máu nằm ở đây để mình miết lên cho nó lưu thông ha đó tốt quá nghe dễ chịu quá thấy vì mạch máu là nó bị tắc cái đó à, rồi xong rồi bây giờ mình bỏ cái bóng thím lên nữa đó em thấy bây giờ bắt đầu anh mềm cái chân hơn ha rồi à, bây giờ cho ép lên cho anh chút xíu nữa anh cố gắng nha rồi đó đó giỏi rồi em chặn ra bây giờ bắt đầu em dỗ tiếp để cho mạch máu nó lưu thông bị đau đang nóng lưu thông đó cái tay mình chuẩn như này nó mới đẩy cái hơi vô. Rồi bây giờ biết chưa tay đúng đấy rồi để tiếp đi bây giờ bắt đầu chân nó mềm rồi đó đây đó, rồi đẩy lên anh còn nói sỏi đâu có mọc như này đâu cái đó mình sẽ giải quyết từ từ bây giờ cho ông đi trước nè cho ông ok trước nè ha rồi đó đúng rồi đó cái này á là mọi người nhớ nha là bây giờ nếu mà ở nhà mà có săn sóc ổng ấy là dùng đá mà chườm gan á một ngày chườm 3 lần cứ cách 6 tiếng chườm một lần 2 tiếng hồi đó. Thì tới ngày mai là thấy ông đi vô bắt đầu chân gẳng bắt đầu thông hết rồi cái điều quan trọng là gì từ 2 đến 3 năm thì cái bệnh này nó tái diễn lần lần mà khi mà chườm đá khi áp dụng phương pháp mình là sẽ không bao giờ bị trở lại nữa. Khúc nó rất là cứng cho nên nó còn sai vậy nè mình nhìn thấy nó cứng ngắc nè nó sai vậy đó thì mình làm đây bây giờ bắt đầu mình dây cái này cho nó mềm ra nha rồi 1, 2 rồi nha rồi chúng ta ở đây nó cứng ngắc nè rồi bây giờ mình sẽ để cái chân trở lại mình thấy mềm chưa dạ mềm à theo thì bây giờ nó mềm lại nhưng mà mình phải làm từng bước không có gấp được à giờ bây giờ tôi xây á thì xây qua đây nè 1, 2 và khi mình xây á cái tay mình phải đều hết vậy này 3, 4, 5, 6, 7 rồi cái càng về sau á mình ép cái chân vô là 8, thấy chưa? À. Rồi 9, thấy không? Rồi. Rồi nó mềm, bắt đầu mềm ra ha. Thì bây giờ bắt đầu xây qua đây nè. Anh cố gắng giùm tôi nha. 1, 2 mọi người thấy khác không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi quay về thầy cũng mệt rồi rồi tới cái thầy nó cũng như vậy đó ha rồi bây giờ em làm cho tôi đi đây đây nè rồi em xoay đây chưa không có gồng phải không dễ thương không đấy bây giờ tôi làm nhẹ thôi anh đừng yên lắm không có gì đâu Thank you.
Này thấy anh thấy giật giật anh cứ để cho tự nhiên đừng gồng lại nha. Nó đúng không? Rồi. Tại vì giờ chân bắt đầu hoạt động lại nè. Làm cho cái chân này mềm lại. Bên nè. Rồi, bây giờ anh coi chân lên coi. Bây giờ mọi người thấy dễ dàng chưa? Dạ. Yeah, ok, bây giờ bắt đầu tới chân này. Chân này hôm nay cũng cứng lắm. Đây. Một chút xíu là tôi em đi lại đó thì anh chịu khó anh co chân lên. Mỗi lần mình không cần đi nhanh, mình đi chậm nhưng mà chân của mình nó dơ cao lên thì mình tập lại. Giống như đó giờ mình quên. Sợ co nó không cao. Đó, thì hồi đó giờ mình quên. Bây giờ tôi nhắc anh nè. Giờ tôi nhắc anh cái anh nhớ trong đầu anh là kéo cái co chân lên. Đây, bây giờ bắt đầu nha. 1 2 3 hút nó yếu rồi. 1 2 3 bắt đầu giật rồi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 rồi thông chân thông xuống cho đều rồi rồi ok được rồi nha. Rồi 1 2 3 rồi anh coi chân lên. Đó, rồi, bò vô đây, rồi, dừng lại đi. Rồi, bắt đầu tôi làm cái này, mỗi lần tôi làm cái anh co lên nha. 1 co lên 2 3, co lên 1 2 3, rồi. Bây giờ tôi làm cái ngón này anh co lên nha. 1 2 3, rồi co lên 1 2 3, rồi. Để cho nó quen lại. 1 2 3, rồi co lên 1 2 3 rồi. Là khi anh bước chân đi á là anh bị lết quen rồi. Mà tại sao bị cái chân anh co cứng? Bây giờ mình làm cái chân anh bây giờ mềm trở lại hết rồi. Thành ra là anh sẽ là dỡ chân cái chân cao lên được. Rồi nhìn đây nè. Rồi mở mắt ra cho sáng rồi cao lên, dở cao chân lên, đi mạnh lên, anh hùng mạnh lên. Rồi dở cao lên, rồi đó. Ước mặt lên. Rồi mọi người cho đàn khóa tay ủng hộ. Đó, ngon là gì? Nhắc đó, nhắc lên. Đi ok chưa? Đó. Đó, thì khi mà dơ cao vậy nó không có lết chân thì nó đâu rồi. Đấy. Rồi dừng lại đi. Nhìn đây nè, nhìn thẳng tôi nè. Đó. Rồi. Sao rồi? Có ý kiến gì? Sao? Vui lắm. Vui lắm anh. Thấy dễ chịu ha. Rồi. Rồi. Làm thường xuyên anh ạ. À? Chỉ là việc của anh đó. Rồi, chị có cái cảm tưởng sau khi mà được chữa không? Từ giờ không biết mọi người không biết cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả bà con hôm nay đã phù cho cháu đi được. Hồi trước đó là đâu có đi mềm chân dễ chịu phải không? Dạ. Không đi được đâu. Không đi được đâu. Đó, được rồi đó. Dẫn cao lên. Đó. Nước mặt lên. Rồi, nhìn tôi nè. Đó, giờ không? Nhấc cao lên. Đó. Đó. Giờ cao lên. Đi cho nó hoài.
Rồi nhìn đây nè. Rồi mở mắt ra cho sáng rồi, cao lên, dở cao chân lên, đi mạnh lên, anh hùng mạnh lên. Rồi dở cao lên, rồi đó. Ngước mặt lên. Rồi mọi người cho anh đàn pháo tay ủng hộ. Đó, ngon lành chưa? Nhắc đó, nhắc lên. Đi ok chưa? Đó. Đó, thì khi mà dơ cao vậy nó không có lết chân thì nó không quên. Rồi dừng lại đi. Nhìn đây nè, nhìn thẳng tôi nè, đó. Rồi sao rồi? Có ý kiến gì? Sao? Vui lắm. Vui lắm em. Thấy dễ chịu ha. Rồi. Được rồi. Quá anh đó. Chị có cái cảm tưởng sau khi mà được chữa không? Thì giờ không biết nói gì hết. Biết cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả bà con hôm nay đã phù cho cháu đi được. Trước đó là đâu có đi mềm chân dễ chịu phải không? Dạ. Không bây giờ luôn. Không bây giờ luôn. Không bây giờ được vậy hả? Đi trong ngày mới đi được chứ không gọi rồi. 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 Yeah, giỏi rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.